Số 1 đó là như này. Một bình chứa oxy sử dụng trong công nghiệp và trong y tế thì được thiết kế gồm hai phần là phần hình trụ và nửa hình cầu, có thể tích là V. Đấy. Cái này người ta bắt yêu cầu là tính V với cái thông số cái hình vẽ như này. Đấy. Hình vẽ này là một cái bình chứa oxy thì nó có hai phần. Phần thứ nhất ở phần trên đó là hình bán cầu hoặc nửa hình cầu thì nó có bán kính đây bằng hình trụ đúng không? Đấy, bán kính bằng 5 cm, chiều cao bằng 5 cm, chỗ này là 5 cm này. Đấy, còn phần dưới là phần hình trụ này. Hình trụ thì có bán kính đáy bằng 5 cm và chiều cao bằng 150 cm. Thì bây giờ ta sẽ tính thể tích của cả cái bình này thông qua tính thể tích của hai phần xong ta cộng lại. Thì đầu tiên ta có V của bán cầu. V đây. Đấy. Thì cái thằng này thì nó có bán kính bằng 5 cm. Như vậy thì ta sẽ lấy 1/2 nhân với thể tích khối cầu bằng 4/3 pi r mũ 3. Nhớ là ta chia cho 2 vì đây chỉ nửa hình cầu thôi. Như vậy sẽ bằng 1/2 nhân 4 nhân 4/3 pi r bằng 5 mũ 3. Thì cái này sẽ bằng 250 pi phần 3. Đơn vị là cm khối. Rồi. Tiếp theo chúng ta tính thể tích của phần khối trụ ở dưới. V của trụ. V trụ thì bằng pi r bình phương nhân h. Pi r bình phương nhân h. Thay số vào. Pi này. R bình phương. R bình phương thì sẽ bằng 5 bình phương. Nhân với h. Bằng 150. 150. 25 đây là 3750 pi cm khối. Được rồi. Đấy, vậy có hai phần rồi, phần trên là tính được rồi, phần dưới là tính được. Như vậy cả V này đấy, V của cả của bình oxy sẽ bằng V của bán cầu cộng với lại V của phần trụ. Đấy, ta phải chuyển cộng hai cái dữ kiện này thôi, đúng không? 250 pi phần 3 cộng với lại 3750 pi thì cái này sẽ được 23.000 chia cho 3 chia 6 pi cm khối. Nhưng bài toán cho các dữ kiện là lít và mét khối thì ta sẽ chuyển ra là bằng cái này đấy thì bằng 23/6 pi